riêng. Thấy nó mỏng hơn xíu mà. Làng quê tôi đang xưa lắm, chiếc thương mưa bên sông ai chơi em hồ. Hello mọi người, ai đang xem chấm bài chia sẻ bài cho em, chúc cho mọi người. Má ơi sao mặt cái đầm nhìn cái mập dữ vậy, mập không mọi người. Chào Trương Hậu, chào Hòa Trương nha. Ai đang xem chấm bài chia sẻ bài, đầu like em sẽ tặng một chiếc đầm nha mọi người. Đầu like em sẽ tặng một chiếc đầm thiết kế nha. Chấm bài và chia sẻ bài ạ. Cho em xin ít phút để em chia sẻ bài đó nha mọi người. Ai đang xem chấm bài và chia sẻ bài cho em thì ạ, đầu like sẽ được nhận một chiếc đầm thiết kế nha mọi người. Đầu like sẽ được nhận một chiếc đầm thiết kế ạ. Xin ít phút để em chia sẻ, mọi người cũng chia sẻ bài cho em và chấm bài cho em đi nha mọi người ơi. Đừng tiếc gì với em một nút chia sẻ nha mọi người. Đừng tiếc gì với em một nút chia sẻ. Cho em xin ít phút để em tự chia sẻ bài cho em đã. Mọi người đang xem cũng chia sẻ bài cho em đi nha. Chào Hòa Trương nè, cảm ơn Hòa Trương đã chia sẻ nè. Chia sẻ bài đi mọi người ơi, em cũng đang chia sẻ đây ạ. Mọi người cũng chia sẻ bài cho em đi nha mọi người. Chia sẻ và chấm tương tác lên nha mọi người. 6 lượt chia sẻ rồi ạ. Em cảm ơn ai đã chia sẻ bài cho em nha. Chào Trương Hậu nè, cảm ơn Trương Hậu đã chia sẻ nè. Mọi người chia sẻ và chấm bài đi để comment của mình nó không bị ẩn nha mọi người. Chấm bài và chia sẻ bài đi ạ, để comment của mình nó không bị ẩn nha mọi người. Chấm bài và chia sẻ đầu like em sẽ tặng một chiếc đầm thiết kế cho ai nha. Cha ai may mắn sẽ trúng chiếc đầm thiết kế nha. Chia sẻ cho em 5 lần lên trang cá nhân 5 lần và hội nhóm cho em ạ. 5 lần lên trang cá nhân 5 lần và hội nhóm cho em để nhận một chiếc đầm thiết kế nha mọi người. Chia sẻ mạnh tay lên cho em ạ. Em mới thấy Trương Hậu với Ngọc Ánh nè. Ngọc Ánh cũng chưa thấy. Thấy Hòa Trương, thấy Trương Hậu à. Mọi người tranh thủ chia sẻ bài cho em đi ạ. Chị chia sẻ đầu tiên sao không cảm ơn. Do chị chia sẻ mà chị không chấm bài thì em không có thấy được á chị Trúc Thanh. Hồi chiều em gửi đồ cho chị Hon rồi nha chị Trúc Thanh. Mới có 12 lượt xem mà mọi người chia sẻ mạnh tay lên cho em để nó tăng cái lượt view lên giúp em ạ. Chia sẻ để được nhận quà nha mọi người. Rồi em đã chia sẻ xong rồi mọi người ơi. Bắt đầu mọi người chia sẻ cho em đi ạ. À. Chia sẻ và chấm được tương tác cho em ạ. À. Chia sẻ 5 lần lên trang cá nhân, 5 lần vào hội nhóm cho em nha mọi người. Rồi bắt đầu nha mọi người. Chia sẻ 5 lần trên trang cá nhân, 5 lần vào hội nhóm cho em nha mọi người. Để chuẩn bị nhận được một chiếc đầm thiết kế nha mọi người. Hôm nay đầu like em sẽ tặng cho mọi người một chiếc đầm thiết kế nha. Đầu like em sẽ tặng cho mọi người một chiếc đầm thiết kế ạ. À. Dạ ok chạy chắc là luộc lên trên đó. Chào Ngọc Ánh nè. Đấy, ai? Chào Thanh Trà, chưa thấy Thanh Trà chia sẻ bài cho chị nhưng em. Mọi người chia sẻ bài để nó tăng lượt view lên cho em ạ. À. 5 lần lên trang cá nhân, 5 lần vào hội nhóm cho em nha mọi người. Đầu là em sẽ tặng mọi người một chiếc đầm nha. Một chiếc đầm chữ A. Đấy, một chiếc đầm chữ A có túi nha mọi người, ba đẹp luôn. Một chiếc đầm chữ A có túi cho ai chia sẻ bài cho em và chuẩn bị em đố một câu đố cực kỳ đơn giản nha. Nhớ là câu đố mẹo nha mọi người, câu đố mẹo ấy. Ai trả lời đúng cho em thì sẽ được nhận quà nha. Một chiếc đầm chữ A bầu bì bon chen cũng được. Rất là sang chảnh luôn nè. Mặc đi làm ai có bụng là không thấy bụng nè. Rồi bắt đầu 34 32 lượt xem rồi. Bắt đầu em lên câu đố nha.
Mọi người đã chia sẻ bài hết cho em chưa ạ? Chia sẻ bài hết cho em đi nha mọi người. Chia sẻ 5 lần lên trang cá nhân, 5 lần vào hội nhóm. Sau đó trả lời cho em một câu hỏi này nha. Đố mọi người, vì sao người ta phải buộc buộc gì tại vì sao cô đố quên rồi. Bố yêu, giờ đi hỏi chồng một chút. Bố buộc cái gì vậy? Em chuyển qua câu đố khác đi. Câu đố gì ta? Tự nhiên nãy chuẩn bị câu đố rồi mà tự nhiên em quên mất tiêu rồi. Câu đố gì hen? Rồi chia sẻ bài đi nha mọi người. Chị Thanh Truyền ơi, chưa thấy chị chia sẻ là chị không chốt được đơn đâu á. Câu đố nha. Cái gì ta? Mấy bữa em có nhiều câu đố hay lắm sao giờ em quên hết rồi ta. Đố mọi người nha. Cái gì mà người dùng không biết? À, cái gì mà người biết thì không dùng mà người dùng thì không biết? Đố mọi người. Chị Thanh Truyền ơi, chị bấm nút chia sẻ về và chị xem giúp em là nó đã hiện lên cái chia sẻ á. Nó có hiện lên chữ công khai chưa nha mọi người? Nó có hiện lên chữ công khai chưa nha chị? Bởi vì hiện tại em chưa thấy chị chia sẻ nè. Nếu chị chia sẻ đúng nó sẽ hiện lên chữ người chia sẻ như mọi người á. Chị chia sẻ công khai chứ chị. Có chữ viết bài này, bấm chữ chia sẻ có chữ viết bài. Chị nhìn cái chữ đăng á, nó đã hiện chữ công khai chưa? Nếu mà chưa hiện chữ công khai thì chị chọn vô cái chỗ đó để nó hiện lên chữ công khai nha mọi người. Rồi đố mọi người, cái gì mà người biết không dùng mà người dùng thì không biết? Rồi trả lời đúng em sẽ tặng một chiếc tầm thiết kế. Ai trả lời đúng nhanh nhất nha. Ai trả lời đúng nhanh nhất cho em nè. Ngô Nhung Nhan. Chúc mừng Ngô Nhung Nhan, Ngô Nhung là người trả lời đúng đầu tiên nha. Tặng chiếc tầm thiết kế cho Ngô Nhung nha. Tặng chiếc tầm thiết kế cho Ngô Nhung nha. Ngô Nhung được nhận một chiếc tầm thiết kế nha. Tặng một chiếc tầm thiết kế cho Ngô Nhung nè. Ngô Nhung, bữa bị đố con nào đó, tặng nè. Tặng nè, đúng rồi, đúng là cái quan tài rồi nha mọi người. Chia sẻ. Rồi, bắt đầu em lên hàng nha mọi người. Hàng tầm thiết kế hôm nay của em bán đồng giá là 99.000. Áp dụng với ai chia sẻ nha mọi người. Ai không chia sẻ thì giá 110.000, nhớ giùm em nha. Ai chia sẻ thì giá 99.000, ai không chia sẻ thì giá 110.000 nha mọi người. Nghe giọng còn rõ giá giúp em nha mọi người. Hôm qua có một chị ở rất là gần luôn, thiệt tình em buồn dễ sợ luôn. Giao hàng hôm bữa em sale áo lên là 45.000, nên giao ra kêu hồi bữa sau nó bán 40 mà giờ bán 45 trả hàng. Nên mọi người nhớ rõ giùm em nha. Hàng đầm thiết kế hôm nay em bán 99.000, áp dụng cho ai chia sẻ bài cho em. Ai không chia sẻ bài thì giá là 110.000. Mọi người nhớ giúp em nha. Chị Bích Nguyệt ơi, em thấy chị Ngô Nhung trước mà chị Bích Nguyệt. Em thấy Ngô Nhung trước nha chị, em không có thấy chị trước nha. Em kiểm tra lại vẫn thấy là Ngô Nhung trước nha. Ngô Nhung hai lần, sau đó mới thấy tới chị lần á. Ngô Nhung nó trên nửa lần á. Rồi đầm thiết kế cho mọi người, áp dụng cho ai chia sẻ bài cho em nha. Ai chia sẻ bài cho em thì 99.000, ai không chia sẻ là giá 110.000. Nhớ giúp em nha mọi người, nhớ giúp em ạ. Rồi đầu tiên là mã đầm vàng cho em nha. Mã đầm vàng cho em 99.000 cho em, không đẹp em hoàn tiền cho mọi người luôn nha. Mẫu giống như hình em đăng nha mọi người, 99.000, ai không chia sẻ là 110.000. Em chỉ chốt đơn cho ai chia sẻ, ưu tiên cho người chia sẻ bài cho em nha. Rồi 99.000 có đầm thắt dây nữa nha mọi người. Chốt mã đầm vàng cho em nè. Đầm vàng 99. Chốt mã đầm vàng cho em. Form này 55kg đổ lại mang được nha mọi người. Form 55kg đổ lại mang được. Thấy em nha Mai Trang. Chị thấy em nha. Form 55kg đổ lại mang được. Chốt mã đầm vàng cho em nè. 99.000 áp dòng ai chia sẻ. Chốt mã đầm vàng. Đầm vàng nó có màu xanh nữa nha mọi người.
đầm vàng nó có mệt xanh nữa nè. Hôm 55kg đổ lại mang được, bao đẹp cho mọi người luôn nha. Không đẹp không lấy tiền luôn ấy. Form 55kg đổ lại cho em ạ. Form 55kg đổ lại cho em. Đấy, chốt mã đầm đầm xanh, đầm vàng đầm xanh cho em nha mọi người. Hình giống y như mẫu đang mặc á. Bao đẹp cho mọi người luôn. Form 55kg đổ lại cho em nè, 99.000. Đừng có suy nghĩ gì hết, em nói mọi người, đừng có suy nghĩ gì hết. Các chỗ khác em thấy bán 149, 180 mấy. Rồi đầm vàng đầm xanh cho em nha. Chốt mã đầm vàng đầm xanh. Rồi đầm em đang mang nè, đầm em đang mang. Thấy em không chị? Chị thấy em nhưng em Trần Thị Ngọc Tuyết ơi, chị thấy em nha. Có đầm ôm nhưng em Ngô Nhung. Rồi đầm em đang mang vẫn còn nha mọi người. Đầm em đang mang có dây bo chỗ đây nha. Form này 60kg mà cũng được ạ. 60kg mà cũng được. Đấy phía sau của nó đây nha mọi người. Phía sau của nó đây ạ. Rất là dễ thương ạ. Đấy. Form này 60kg đổ lại mang cũng được, nhưng mà ôm ốm hơn thì mặc đẹp hơn. Là 60kg thì em 55kg mặc vô vẫn thấy mập này. Do có cái đường chỗ bụng này, có cái độ nhắn này, bao đẹp luôn. Tay là tay cánh dơi, mặc cực kỳ sang chảnh luôn. 99.000 chốt mã đầm cam. Chốt mã đầm cam nha. 99.000 áp dụng cho ai chia sẻ nhưng em Duy Nguyễn không có hiện chữ người chia sẻ, chị sẽ chốt giá 110.000. Rồi nhớ giúp chị nha. Cái đầm vàng với cái đầm xanh bao đẹp mà mọi người không chốt là nghĩ tiếp cực kỳ ha. 99.000 áp dụng cho ai chia sẻ nha. Ai không chia sẻ là giá 110.000. Rồi một set ạ. Set quần ống suông nha mọi người. Set quần ống suông và áo như thế này. 99.000 chốt mã set cam cho em. Form 55kg đổ lại mang vừa nha. Form 55kg đổ lại mang vừa. Chốt mã set cam cho em nè. 99.000 chốt mã set cam. Bao đẹp luôn mọi người ơi. Hàng bao đẹp luôn ạ. Đấy. Mấy bà mà không tin hàng tôi đẹp ấy, tôi độ cho tôi cũng độ luôn á. 99.000 chốt mã xếp cho em nha. Chốt mã xếp cho em. Phía sau có khó kéo nữa nha mọi người. Phía sau có khó kéo nữa nè. Ba đẹp luôn. Đầm xanh vẫn còn nhưng em heo cỏ. Đầm xanh chưa ai chốt nha. Đầm xanh và đầm vàng chưa ai chốt. Đầm xanh mặc bầu được không? Được nhưng em dạng babydoll có khối nịt. Em không thích bỏ cái khối nịt ra. Đầm bầu chỉ có cái đầm bầu. Có đầm babydoll. Rồi chốt mã xếp cam cho em nè. Chốt mã set cam cho em 99.000. Chốt mã set cam. Form 55kg đối lại mang được. Chốt mã set cam. Đầm vàng và đầm xanh hay không ai chốt mà tiếc lắm luôn á mọi người. Bao đẹp luôn. Đầm vàng và đầm xanh. Quá đẹp. Heo cỏ chia sẻ bài lên cho chị. Nếu không thì chốt giá 110.000 nha nhân em. Đây ạ. À, mẫu như em đang trong hình đấy. Đầm xanh chốt cho heo cỏ nha. Chia sẻ bài lên nhân em. Không thì chốt có giá 110.000 á. Ai nhớ giùm em nha. Không chia sẻ giá 110.000, chia sẻ giá 99.000. Đồ bộ chị mặc được không? Bộ đó. Dạ không. Không nha chị. Heo cỏ thì chưa thấy lượt chia sẻ của heo cỏ nha. 110.000 nha. Chia sẻ đây mới chốt được giá 99.000 nha. Rồi chốt mã set cam đi mọi người. Set cam quá đẹp luôn. Nguyên một set này chỉ có 99.000 thôi. Rồi set da cho em nha. Set da cho em nè. Set da cho em 99.000. Form 55kg đối lại mang được. Set da. Chốt mã da cho em. Chốt mã da cho em ạ. À. Chốt mã da cho em 99.000 này. Chốt mã da cho em. Ai không chia sẻ là 110.000 nha. Chia sẻ là 99.000. Chốt mã da. Chốt mã da cho em nè. Rồi đầm vàng. Đầm vàng 99.000. Trời ơi. Đẹp giảm hả? Đẹp lắm mọi người ơi. Đẹp cực kỳ luôn nha. Đấy. Form này 60kg đổ làm em cũng được đấy mọi người. Quá xinh luôn. Quá đẹp luôn. Rồi chốt mã đầm vàng cho em 99.000. Chốt mã đầm vàng nha mọi người. Đầm vàng 99.000 à. Bao đẹp cho mọi người luôn nè. Mọi người nhận cái vải mọi người mê luôn ấy. Chốt mã đầm vàng cho em. Form này 60kg đổ lại mang cũng được ấy. 60kg cao trên 1m6 nha. Chốt mã đầm vàng. Heo cỏ ơi, giao hàng em ở đâu vậy heo cỏ? À heo cỏ là em của ông Thơ. Đầm vàng cho em này. Đầm vàng nó có mèo đỏ đô nữa nha mọi người. Đầm vàng có mèo đỏ đô nữa ạ. Đầm vàng có mèo đỏ đô nữa. Trời ơi sang chảnh lắm luôn á.
Đầm vàng có mèo đỏ đô nữa nha mọi người, 99.000. Không đâu có giá cái đầm này 99.000 đâu ạ. Không đâu có giá đầm này 99.000 đâu nha mọi người. Có mèo đỏ đô nữa. Chốt mã vàng hạt mèo đỏ đô cho em nha. Chốt mã vàng hạt mã đỏ đô. Chốt mã vàng hoặc là mã đỏ đô cho em nè. 99.000 mã vàng hoặc là mã đỏ đô. Mấy đầm này mà mọi người không chốt hay không đâu mà có đầm đẹp để mọi người chốt hết đâu. Rồi đầm dây như thế này nha mọi người. Giống y như mẫu đang mặc đây à. Thấy rõ mẫu mặc không mọi người. Có bút ngọc luôn nha. Có bút ngọc luôn. Rồi 99.000 cho em. 99.000 cho em. Mặc cái đây là bao không thấy bụng nha. Các em mặc để chạy nhân mừng xéo chạy về lái nha. Các em mặc để cho chị hả? Phía sau nó như thế này nha chị. Phía sau nó như thế này nha. Đó. Là vì cái áo khó hả? Rồi chốt mã dây cho em nha mọi người. Mặc cái mã dây body này. Nó che cái vòng bụng mình đấy. Do nó có nhíu ở phía trước này nên nó che cái khuyết điểm bụng của mình nha. Form 55kg đổ lại nha mọi người. Form 55kg đổ lại à. Chốt mã dây cho em. Có bút mật nha mọi người. Chốt mã dây cho em có bút ngọc ha. Viết xem rồi hay không? Đẹp không? Mình viết cậu thả. Chốt mã dây cho em nè. Mã dây có bút ngọc. Hàng mặc lên bao phôm luôn nha mọi người. Đây. Đầm đây đẹp cực kỳ nha. Giống như mẫu đang mặc đây nha mọi người. Giống mẫu đang mặc đây ạ. Đây, form này thì nhỏ hơn nha mọi người, khoảng 52-53kg thôi lại thôi. Mặc lên bao đẹp luôn. Đấy, chốt mã ruốc cho em nè. Chốt mã ruốc cho đây em. Đấy, body như mọi người có hàng ruốc phía trước này. Form cực kỳ đẹp luôn. Đấy, mọi người thấy không? Thấy chưa? Đó. Form cực kỳ đẹp luôn nha. Rồi chốt mã ruốc cho em nè. Rồi chốt mã ruốc cho em. Không mua dưới mọi hình thức nhí kết thúc. Chốt mã ruốc cho em nè nha. Đầm đẹp mê ly luôn á. 99.000 thôi mọi người. Không đâu có giá đầm này 99.000 rồi. Rồi đầm đây giống như mẫu mặt đây nha mọi người. Mẫu mặt đây ạ. À. Giống như mẫu em đang lên hình đấy. Đây. Mọi người muốn mặc chữ A thì mặc chữ A. Còn nếu mà không muốn mặc chữ A thì có cái dây thắt lại nha mọi người. Đó. Có dây thắt eo ạ. À. Không muốn mặc chữ A thì có cái dây buộc eo cho em. Không muốn mặc chữ A thì có dây buộc eo cho em. Còn nếu không thì không buộc eo, mặc thành đầm chữ A cho em nha mọi người. Chốt mã gặp. Mã đây không? Chốt mã cam đắt cho em nha mọi người. Mã cam đắt. Chốt mã cam đắt cho em ạ. 99.000 áp dụng ai chia sẻ nha. 99.000 áp dụng ai chia sẻ. Mã cam đắt cho em. Hello. Hello hello. Chị chốt đầm xanh cho em chưa? Chị, ủa cái đầm xanh sao chị thấy heo cỏ chốt trước rồi em Di Nguyễn ơi. Chị thấy heo cỏ đó chốt trước em á. Còn cái đầm vàng, em lấy đầm vàng không? Cái đầm xanh nó có mèo vàng này. Cái đầm xanh nó có mèo vàng này em. Mèo vàng cũng bao đẹp luôn. Đầm xanh nó có mèo vàng này. Đấy, em chốt thì chốt mã vàng nha. Em chốt thì chốt mã vàng. Cái đầm xanh có heo cỏ nó chốt rồi. Hàng tặng áp dụng cho có đơn á nhân em mua nhung phải có đơn chị mới có quà tặng á nhân, không có là chị xả đấy. Đầm body 2 giây hồi nãy em có lên rồi đó chị. Đầm body 2 giây để em có lên đó. Rồi đầm này. Đầm này thì có lẽ là em phải lên form mọi người mới thấy được. Đầm này thì em lên form mọi người lắm đi. Đầm
tầm này form 60 ký này cũng được đấy mọi người. Đấy, ai không thích thì mặc suông. Đấy, ai không thích thì mặc suông nha mọi người. Ai không thích thì mặc suông như thế này. Còn nữa thì mình bó eo như thế này nha. Mặc lên cực kỳ sang chảnh luôn nha. Đấy, gạt bên đây nó như thế này nè. Giống y chang mẫu mặc luôn. Vàng cho hình liễu, hình đầm vàng cũng được em. Duy Nguyễn lên số điện thoại với địa chỉ cho em đi ạ. À, Duy Nguyễn lên số điện thoại với địa chỉ cho em đi nha. Đấy, đầm đang cực kỳ sang luôn này mọi người, sang chảnh luôn. Form 60 ký đổi lại mang cũng được nha mọi người. Form 60 ký mang cũng được. Giờ nó có cái dây thắt cho nên nó tôn cái dáng mình lên nha. Đấy, một tay ngắn, một tay dài. Đấy, dạt nó cũng như thế này. Ba đẹp luôn nha. Chốt mã đen cho em nha mọi người, chốt mã đen cho em. Đầm sang quá đẹp quá mọi người ơi. Đầm vàng Duy Nguyễn, đầm vàng chốt cho Duy Nguyễn. Vàng chốt cho Duy Nguyễn nha. Đầm vàng chốt cho Duy Nguyễn nha. Cái đầm đen nó sang quá mọi người ơi. Sang quá mấy bà ơi. Quá sát luôn nè. Phía dài ngắn. Đẹp không? Ai muốn suông thì mặc suông, ai không muốn chỉ cần thắt cái eo một xíu này là nó lên eo rồi. Thấy đẹp chưa? Quá đẹp, quá sang chảnh luôn. Xem lại cái đầm hồng lúc nãy. Cái đầm hồng hả chị? Đầm ruốc hay là đầm hồng chị Hồng quen đô ơi? Đầm hồng đây hả? Đây, cái đầm hồng giống như mẫu mặt đây nha. Đấy, ba đẹp luôn. Em nói mặt lên phun sang cực kỳ. Không sang không lấy tiền nè. Đầm hồng đây ạ. Đầm này khoảng 52 kg đối lại thôi nha mọi người. Cái đầm hồng này khoảng 52 kg đối lại thôi ạ. Cái đầm hồng khoảng 52 kg đối lại thôi nha. Cái mèo đây là chốt mã hồng. Ai chốt mã này chốt mã hồng. Để mở im về lấy giùm im luôn. Bắt công chị ship mở em là ai vậy? Hàng em chị không có giữ hàng lâu nha. Chị giữ một nhà xem rồi chị đổ nên chị không có giữ hàng tại nhà chị nữa nha em. Chị la 2-3 đơn rồi chị dồn đơn chị ship luôn. Đây là chốt má gạch 55 kg là cái đầm đã chặt. 55 kg là cái đầm đã chặt. Chung em mua cái đầm hồng vừa nãy đó là em mặc đẹp. Em mua cái đầm hồng đó là đẹp. Rồi cái đầm này tay 55 kg mặc thoải mái thì chị Hồng Wendo. Chị 55 kg bằng em đó. Em 55 kg bằng em. Ai vậy? 110.000. Duy Nguyễn không phải chia sẻ là 110.000. Ai chia sẻ là 99.000, không chia sẻ 110.000. Rồi chốt mã cam. Chốt mã cam. Hàng mặc lên phun bao đẹp luôn. Đầm đen em đang mặc quá sang chảnh luôn mà không ai chốt tiếp lắm nha. Vàng lẻ không còn hả chị? Đúng rồi em Thành Liêu ơi. Vàng nó hết rồi nha em. Rồi mã hoa cho em nha mọi người. Mã hoa cho em à. Mã hoa đẹp ấm và trẻ vai. Đây, giống như mẫu đang mặc đây nha mọi người. Đấy, giống mẫu đang mặc đây ạ. Đấy, mã hoa. Má Đình đó chị. Rồi rồi, chị Hai Phong. Có body chị lấy mấy cái về bán. Body hả chị? Thấy con không? Thấy không em? Rồi đầm hoa đây đẹp quá mọi người ơi. Đầm hoa đây quá, quá đẹp luôn. Đầm hoa nó có trẻ vai và tầng nhưng form 55 kg đối lại. Form 55 kg đối lại ạ. Form 55 kg đối lại. Nhìn nó dài nhưng mà nó rất là đẹp đây nè. Tầm vôn. Nè nó giống y như mẫu mặt đây nha. Đấy, giống mẫu mặt đây. Đó, hình mẫu mặt đây. Rồi ai mua chốt mã đầm hoa cho em. Form 55 kg đối lại mang được. Chốt mã đầm hoa. Chốt mã đầm hoa. Chốt mã đầm hoa nè. Rồi đầm hoa nó có mèo trắng. Cái hồng nuôi tôm 55 kg vừa không em chốt không vừa trả lại nha. Cái đầm hoa là em vừa nha em. Cái đầm đuôi tôm á em vừa. Đầm đuôi tôm em vừa nha. Đầm đuôi tôm na form 55 kg vừa. Chắc chắn là vừa luôn. Chạy 55 kg cao 1m6 nha. Chốt mã trắng cho em ạ. À. Nhìn cái bông của nó dễ thương cực kỳ không? Đó.
chốt mã hoa, đây là chốt mã hoa trắng nha mọi người, chốt mã hoa trắng giống như cái mẫu hồi nãy mẫu mặt đó, nhưng mà nó có hoa xanh và hoa trắng. Chốt mã hoa trắng cho em khuôn 55 kg nó làm ăn được. Chốt mã hoa xanh và hoa trắng chỉ có 99.000 một chiếc đầm thôi mọi người. Vừa thì chốt nghe ok chị Hòn Vendo, vừa em chắc chắn chị vừa và chị Hòn Vendo ơi, chia sẻ bài lên đây để được 99.000, chị chia sẻ bài đây để được 99.000. Hòn Vendo đưa cái giúp chị con, Hòn Vendo chia sẻ bài lên đây được 99.000 chị Hòn Vendo ơi, không chia sẻ là 101 đấy. Hòn Vendo đúng rồi. À, đầm em đang mặc 45 kg vừa không? Cái đầm em đang mặc bao nhiêu ký mặc cũng vừa nha chị Nguyệt Nguyễn, bởi vì nó có một cái dây thắt eo này chị đấy, nên cái eo mình bao nhiêu thắt vô nó đều được, nó đến phía bên đây này hả, mình thắt vô. Cái đầm em đang mang nó thiệt sang dễ sợ. Dạ em động đâu lên đó nha chị Hòn Vendo, cái đầm em đang mang sang dễ sợ luôn á. Lên body đây. Dạ để động đâu em like đó ạ. Rồi đầm em đang mang có ai chốt không nè? À, thăng hồi nãy lên cái đầm hồi sáng tôi nói bà bận vừa. Đây, đầm đây càng sang nữa mọi người ơi. Cái đầm này càng sang nữa, cái đầm này nó phối càng sang nữa nha. Rồi ai chốt cái đầm em đang mang không em đi thê ra nè. Đầm đen nhìn sang chẳng quá cô. Đúng rồi, cái đầm đen đây sang cực kỳ. Ai mà không chốt cái đầm đen em nói mọi người tiếp. Cái đầm đen đây nó sang ơi là sang luôn á. Chờ em xíu nha mọi người, đừng đi đâu nha. Đừng đi đâu, để em lên mẫu cho mọi người xem. Bởi vì có một số mẫu nè, xếp lại như vậy con. Bởi vì có một số mẫu nếu mà đưa lên là mọi người không thấy mẫu á, thấy là dễ thấy mẫu thì em sẽ em sẽ đưa lên một cái nào mà khó thấy mẫu em sẽ mặc. Đây, body đây. Body cho cực kỳ ai. Đi có cái dây cột nơ một phía nữa nha. Body cực kỳ sang luôn. Mày ơi sao cái đó màu trắng màu vàng vậy? Đấy, nó phối hai màu. Đẹp chưa ạ? Phối hai màu cực kỳ đẹp luôn ạ. Em 55 kg cao 1m6 nha mọi người. Em 55 kg ha. Em 55 kg ạ. Đấy, phối hai màu cực kỳ sang không? Lạ nữa cho mọi người. Đẹp chưa? Rồi chốt mã vàng kem cho em nha. Chốt mã vàng kem cho em nè. Sáng đem lên bưu điện chị lấy được không? Sáng hả chị? Sáng để em đi lên kịp thì em gửi cho chị Thiện đem lên cho chị nha. Chốt ở đây chị Nguyệt Nguyễn chưa? Sáng mai em có mặt ở bưu điện Tâm Quang á. Chị Nguyệt Nguyễn. Chị Nguyệt Nguyễn chia sẻ bài lên đây chị, chia sẻ bài để được giá 99.000. Đầm phối để chị ok chị Nguyễn Tú. Em mặc để chị ok chị Nguyễn Tú. Chờ cái đầm phối đi. Đẹp. Đầm phối nó có màu đỏ đen nữa nha mọi người. Cái đầm phối nó có màu đỏ đen nữa à. Y hình mẫu mặc luôn. Đầm phối có màu đỏ đen nữa. Ai chốt chốt đỏ đen nha mọi người. Đầm phối có màu đỏ đen nữa. Quá đẹp luôn. Màu đỏ đen nữa nhưng chắc em đầm phối với mèo đỏ đen nữa nè, quá đẹp luôn. Rồi chốt mã chốt mã đỏ đen nha mọi người. Chốt mã đỏ đen nha mọi người. Đầm phối có mã đỏ đen. Đầm phối chốt cái chị Nguyễn Tú nè. Biết rồi biết rồi. Đầm phối có mèo đỏ đen nữa nha mọi người. Vừa sang vừa lạ mọi người. Vừa sang vừa lạ. Vừa sang chẳng mà vừa lạ nữa. Đầm phối có mèo đỏ đen nữa nha. Hôm nay có bán đồ em bé không? Đồ em bé mai chị mới lên nhân đổ phạm hồng mặn. Đồ em bé mai chị mới lên nha. Đầm phối có mèo đỏ đen nữa à. Rồi đây, một đầm giống mẫu nha mọi người. Một đầm giống mẫu này ạ à. Ba đẹp ba sang luôn. Quá đẹp luôn mọi người ơi. Form 55-56kg đổ lại mang được nha. 55-56kg đổ lại mang được. Chốt mã hồng cho em. Chốt mã hồng cho em nè mọi người. Chốt mã hồng. Chốt mã hồng cho em ạ. 55-56kg đổ lại mang được. Chốt mã hồng cho em nè. Quá đẹp luôn. Chốt mã hồng ạ. 55-56kg đổ lại mang được. Chốt mã hồng 99.000. Trời ơi, không đâu có giá 99.000 đâu ạ. Chốt mã hồng cho em nè. Bơi, 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 bơi.
mèo đỏ đô nữa nha mọi người. Mã hồng em có mèo đỏ đô nữa à. Mã hồng em có mèo đỏ đô nữa. Mã hồng em có mèo đỏ đô nữa nha. Đấy, chốt mã hồng hoặc là mèo đỏ đô cho em. 99.000. Chốt mã hồng hoặc là mã đỏ đô cho em nè. Quá đẹp luôn. Giống y như mẫu đang mặc này ạ. Đấy, mã hồng hoặc mã đỏ đô cho em nè. Mã hồng hoặc là mã đỏ đô nha. Ba đẹp ba sang luôn. Mã hồng hoặc mã đỏ đô. Thì bỏ ra cái xếp vô nè, đưa cho cô Nguyễn Tú nè. Phan, em có mấy mẫu chị đang không? Em cũng chưa la tắng nữa, để giờ em cũng quên mất mấy cái mẫu nào chị à, chị dặn em mất ta. Có màu vàng không? Có 46kg hả? 46kg. Hồi nãy giờ thì Thương thấy không có, để Thương coi thử. Xếp nào không? Mọi người đứng đó đừng đi đâu nha. Đầm 50kg mặt vừa không? Vừa nhưng em Phan Thủy ơi. Em 55kg nha mọi người. Em 74. Rồi đầm đỏ nè. Có mèo đỏ đua và mèo vàng. Đấy, mặc lên bao đẹp luôn nha mọi người. Có mèo đỏ đô và mèo vàng ạ. Mặc bao đẹp luôn nha. Có mèo đỏ đô và vàng. Rồi, chốt mã đỏ đô hoặc mã vàng cho em ạ. Bao đẹp luôn. Đấy, quá đẹp. Đỏ đô hoặc vàng cho em nha. Em phun 55kg này. Cái này đẹp quá. Cái nào cũng đẹp hết con ơi. Rồi, mẫu em đang mặc có mèo vàng và mèo đỏ đô. Ai mặc chốt cho em nha. Phôm đẹp thiệt. Ờ đúng rồi con, tầm thích kém à. Mèo vàng và mèo đỏ đô nha mọi người. Đấy, có hai màu vàng và đỏ đô. Phôm 55kg đó lại mang được. Em 55kg này nha mọi người. Em 74. Để cho mọi người nhìn đón cái tướng của mình luôn nha, cho nó dễ. Cái nhiều khi có dài tay không em? Dạ không có dài tay ạ. Cái nhiều khi sợ cái số ký của mọi người, nhưng mà thân hình của mọi người nó không có chuẩn á, thành ra mọi người dễ nhìn nhân. Chốt cho Trương Hậu mèo vàng. Mèo vàng chốt cho em Trương Hậu. Mèo vàng đâu con? Mèo vàng giống mẫu gì đang mặc đâu à? Mèo vàng chốt cho em Trương Hậu. Hồi nãy gì nhớ nó có mèo vàng mà. Có mèo vàng với mèo đỏ luôn à. Hồi nãy gì có like lên cái mèo vàng rồi nè. Để cái mèo vàng hay mèo gì đó. Nhớ mèo vàng. Tầm đỏ 58kg vừa không? 58kg cao trên 1m6 nha. Nhìn cái tướng Thương mặc nha. Cá chị đang mặc bao nhiêu chị? 99.000. Đầm bên chị đồng giá 99.000. Áp dụng cho ai chia sẻ, ai có hiện chữ người chia sẻ phía bên trên chị sẽ chốt giá 99. Ai không có hiện chữ người chia sẻ thì chị sẽ chốt giá là 110.000 nha mọi người. Có áo thì để chị nha. Vàng em 49kg vừa nha. Đây chị 55kg thì chị mặc đây. Ai mà 49kg thì mặc rộng rãi hơn hơn chị mặc đó. Cứ mình cứ độ vậy nha mọi người. Chứ còn vừa khít thì đó thì khó. Đấy, ủa để cái mèo vàng hay à, không phải mèo vàng nha Hậu, nó mèo đây nha em. Nó mèo hồng. Mèo hồng và mèo đỏ đô chứ không phải mèo vàng nha. Mẫu em đang mang có hồng và đỏ đô nha mọi người. Hồng và đỏ đô. Ai chốt mèo nào chốt lại giúp em nha. Không có mèo vàng nha em. Không có mèo vàng, mèo hồng và mèo đỏ đô. Để chị cái đó nha chị. Chị lấy cái đỏ đô hả? Chị lấy cái mèo đỏ đô đúng không chị Tảo? Chị Hai lấy mèo đỏ đô ha. Em xem. Chị vàng vàng không nghe được chị nói. Rồi còn mèo hồng nha mọi người. Mẫu em đang mang còn mèo hồng nha. Chắc bây giờ em phải mặc lên với mọi người. Mọi người chịu khó chờ em nha. Em mặc lên cho mọi người dễ thấy mẫu luôn.
nên thấy cái mèo hồng mà mẹ thấy cái mèo hồng. Dạ đúng rồi, cái mèo hồng. Mèo hồng và mèo đỏ đô, chốt lại mèo cho em nha mọi người. Hồng và đỏ đô ạ, 99.000 áp dụng ai chia sẻ nha. 99.000 áp dụng ai chia sẻ. Mèo hồng và mèo đỏ đô. Kéo cái gì cho con. Mèo hồng và mèo đỏ đô ạ. Mọi người chờ em một xíu nha. Em kéo nha. Sao kéo lại chị kéo nào. Chốt cái đỏ đô lại dạ cho dì hai con. Em còn mấy mèo hồng thôi ạ. Bảo em đang mang còn mèo hồng thôi. Cái gì nịch của nó đó nè. Chưa còn kéo nữa. Để em kéo chặt lại. Để đó gì. Kéo ra. Rồi đầm đen ạ. Đầm đen ai thích mạch xuông thì mạch xuông. Ai không thích thì nịch lại. Đấy, nịch lại thì đấy. Mọi người thấy không? Nịch lại là có cái độ nhúng ở bên trên nó sang. Sang dễ sợ mọi người. Đấy. Chỉ cần đeo một cái sợi dây nữa. Sao nên em không đeo dây chuyền nhẫn gì hết trơn ra. Không dây chuyền bông tai gì hết vậy. Mạch đầm mà không xí sọ sao đẹp được đúng không? Đấy. Phối cái dây đeo nữa làm nó ní ra. Động cái cây nó bị giết đầu. Phối cái dây nữa là phối cái dây chuyền rồi nữa là lên sang chẳng luôn. Hồng mà hồng chốt cho ai đây? Rồi hồng chốt cho Phan Thủy. Để em mạch để chị. Chưa em chị để rồi nha chị Nguyễn Tú. Em để cho chị rồi nha. Cái này cho chị Phan Thủy. Chị Phan Thủy ơi, chị là khách cũ lên số hỏi gì được chị cho em nha. Ai chia sẻ là một là 99, ai không chia sẻ là 110 nha chị Phan Thủy Hồng này 99.000 này. Lên số điện thoại cho em ạ. Lên số điện thoại. Chị Hạnh nhìn ha. Lên số điện thoại gì được chị cho em ạ. Phan Thủy nè. Phan Thủy lên số điện thoại với địa chỉ cho em ạ. Rồi đầm em đang mang nha mọi người, ba sang chẳng luôn. Đầm em đang mang ba sang chẳng luôn. Phối dư. Đầm phối để để đó. Bỏ đen để chị. Ủa để chị đặt cái cam mà. Cái cam dưới cái vàng mà. Đây nha mọi người. Đấy đầm đen. Chờ em nói mọi người. Đầm lên phôn cực kỳ sang chảnh luôn ạ. Mọi người thấy không? Đấy. Đầm đeo sang chảnh luôn. Có một cái dây nịch hay là cái dây quên cái dây nịch, cái dây chuyền đó mọi người. Mọi người có thể nịch dài hoặc là nịch xéo quá dài một xíu nó cũng đẹp. Nịch kiểu nào cũng đẹp hết mọi người ơi. Em nói mọi người mạch cỡ nào nó cũng đẹp. Mạch xa cũng đẹp hết trơn á. Đấy. Mạch mà đi tiệc mà ai không hỏi mua đầm ở đâu mà đẹp thế hả? Nói em thiệt với mọi người luôn. Rồi chốt mã đen cho em nè. Chốt mã đen cho em nè. Phôm 55-56 ký đổ lại mặt được nha mọi người. Bởi vì cái đai nó rộng. Mình chỉ việc thắt cái đai nịch thôi. Nó có cái đai nịch chỗ đây nữa nha mọi người đó. Có cái đai thắt nịch chỗ đây nè. Sang dễ sợ luôn. Đó, mọi người nịch cỡ nào nó cũng đẹp hết á. Có cái dây phối nữa nữa. Dây nịch phối lên dây đeo cổ rồi phối nó nữa là em nói mọi người bao đẹp luôn. Rồi đầm đen em đang mang nó có mèo đây là mèo gì mọi người, mèo da nha, mèo da. Đầm đen em đang mang nó có mèo da nè. Đầm đen em đang mang nó có mèo da nha mọi người. Mèo da nè. Đầm đen em đang mang có mèo da. Cái này giải lụa nó sang lắm mọi người. Đầm đen em đang mang có thời gian. Để chị vô nhà lấy. Chị ở đâu thì chị vô nhà lấy cũng cho em cái số điện thoại đi chị ơi. Nhiều người hẹn vô nhà hẹn ngoài không thấy vô em phải xả thôi đấy. Nên chị hẹn vô nhà xuống giúp em nha. Nhà em không có giữ hàng lâu. Bởi vì hàng em qua mẫu liên tục mà. Bạn chị coi cứ đứng hèn. Đổi chị cái đỏ đen. Đỏ đen để thay chốt cho ta. Rồi đầm em đang mang có mèo da nha mọi người. Mèo đen, mèo da. Mèo đây là mèo gì đấy he? Cho nó. Mèo đây là mèo hồng phấn gì nhị hả? Cho mèo xám đi mọi người. Đây. Đẹp lắm, có cái đai thắt nữa là lên cái đầm nó cực kỳ sang luôn nha. Rồi với lại có mèo xám. Đấy. Có mèo xám đó nha mọi người, có bốn màu.
đây là màu da đi, đây là da đen da xám và màu đây màu vàng đi, màu vàng đen da xám và vàng, bạc cực kỳ sang chảnh luôn. Xếp lại như vậy thôi, xếp thẳng thốn nha. Đây quá đẹp luôn ạ. Giống y như mẫu mặt đây nha mọi người. Đấy, form 55kg đó lại mang được, giống mẫu mặt nè. Form 55kg đó lại mang được. Ok chị Phan Thủy nè, Trà My Hương mua đây. Xếp bỏ đường điện chưa đây, đỡ nó mắc đường điện cho nó. Bơ bơ xuống ái bị chút nước thôi, sẽ bị khát nước nghe luôn á. Đầm đẹp bao la, bao la đẹp. Đây nha mọi người, đây nó có cổ nha. Em mặc hơi chặt, chắc form này khoảng chừng 52kg đối lại thôi, 52kg đối lại thôi nha mọi người. Em mặc nó hơi chặt ạ, 52kg đối lại thôi nha, 52kg đối lại thôi nè. Đấy, 52kg đối lại thôi. Chốt mã hồng viền đen cho em, chốt mã hồng viền đen cho em nha mọi người, 52kg đối lại thôi ạ. Em mặc chặt nha, có đầm đuôi kế cho hoa hồng. Đầm em ra mặt khoảng chừng 52kg đối lại thôi nha mọi người, 52kg đối lại thôi, em mặc chặt nha. Rồi đầm em đang mặc có mèo hồng và mèo mèo gặp, 52kg đối lại thôi ạ. Đấy, mèo hồng và mèo gặp. Trời, cái mẫu nó mặc lên đẹp lắm nè. Đấy, chốt đi. Đấy, đừng có mà để bỏ qua một cái mẫu nào hết nha mọi người. Đấy, có mèo hồng và mèo gặp nè. Chốt mã hồng hạt gặp cho em nha, chốt mã hồng hạt gặp cho em, mã hồng hạt, chốt mã viền đen hồng hạt viền đen gặp cho em đây. Cứ hồng 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 nó lộn nữa đấy, viền viền đen hồng hoặc là viền đen gặp cho em nha. Đấy, chỉ có 99.000 thôi, không đâu có đâu ạ. 99.000, form 52kg đối lại thôi nha mọi người. Cái form này 52kg đối lại thôi ạ, em 55kg mặc chặt, 52kg đối lại cho em. Viền đen hồng hoặc là viền đen gặp cho em nha. Đây ạ, à, mẫu bên đây là lót mình da. Ờ, cái dạ đẹp dễ mang. Mẫu đó nha mọi người, mẫu này ạ. À, rồi chốt mã trắng hồng cho em, hồng viền đen cho chị Út Thủy, cho em Út Thủy. Hồng viền đen, hồng viền đen mà chị đang mặc, hồng viền đen cho em Út Thủy. Chốt mã hồng viền đen cho em Út Thủy, vừa mới xẻ đơn em Út Thủy ra cho máy. Hồng viền đen cho em Út Thủy. Trời ơi, mã hồng trắng nha mọi người, mã hồng trắng thiệt đẹp luôn nè. Đấy, chốt mã hồng trắng cho em nha, chốt mã hồng trắng cho em nè, chốt mã hồng trắng cho xem mẫu đuôi cá đi chị. Từ từ rồi nó qua mẫu cho em, chị cũng chả biết là cái mẫu nào là cái mẫu nào luôn. Rồi mã cam trắng cho em nha mọi người, chốt. Hồng viền đen đó, hồng viền đen đó người chốt rồi nha em Tâm Nguyễn. Để em đem lên để chị mặc thử. Em đem ký sợ nó hơi chặt cả em hồng viền đô. Em đem ký chị sợ hơi chặt, cái form này khoảng chừng 52kg đó lại thôi. Trắng cam cho em nha, trắng cam. Chốt mã trắng cam. Mở để con cá trắng hồng nha. Ok, Đỗ Thuận.
chốt mã trắng cam nha mọi người, chốt mã trắng cam, phun trắng cam 52 cái nữa lại thôi. Mày thử cái cam. Ừ, chị xả mất rồi, chị để lâu quá chị xả mất. Đổ thuận rồi, xếp lại nó. Đổ thuận nè, 99 ca. Mày thử cái cam. Cái cam là cái nào em? Cam đó chị mẹt rau có dừa. Cái trắng cam đó chị mẹt không, không có dừa. Cái trắng cam đó chị mẹt không có dừa nha em. Trắng cam 52 cái đó lại thôi. Có cái đầm nào to không? Rồi để mấy cái đầm đầu tiên mà em mang á. Trời ơi, đẹp dễ mê. Cái này thì 55kg vừa nè. Cái này thì 55kg vừa nè. Cái gì vậy? Hồng Vendo mẫu đây. Để mặc thử cái vừa không. Còn tiếp cái gì nữa không? Chờ em chút nha mọi người. Đây chị thử nè. Đi đâu? Đi đâu mà xong 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 lên đó. Thử. Út thủy. Cái này chắc 55kg vừa nè. Cái tay nó phui lưới thiệt đẹp luôn á. Cái này 55kg vừa nha em, hồng Vendo. Để em tránh cam, ok em kết thúc. Ok con. Tránh cam đưa cô gây cho kết thúc, gì gây cho kết thúc. Rồi cái này mọi người có thể mặc, mặc không trễ vai, mọi người có thể mặc lên dài cũng được nha mọi người. Cái tay nó phun lưới thiệt cưng luôn. Đấy. Còn nếu ái thì mình mặc trễ vai như thế này. Ai mà ôm ốm hơn là mặc đẹp á, tay hơi to con. To con mặc nó không có đẹp bằng có cái nơ thích. Ai nhỏ con hơn thì mặc đẹp hơn. Rồi chốt mã trắng xanh. Có đầm bự không? Có bè ơi, để giờ đầm cửa bè quá trời luôn. Bữa nay đầm đẹp bè. Trễ vai, khi về chị. Hết gạo rồi, trắng cam cho em kết thúc. Trắng cam nó bình thường chứ không trễ vai nha em. Nó trễ sơ sơ ra dài, nó không có trễ vai mình cho trắng nha. Chốt mạc trắng cam, đẹp mà rẻ đúng rồi chị. Mà để cho đầm bự quá trời luôn á, rồi sang nữa. Chút nữa bà coi lại đầu like á. Để không coi được. Xếp lại đi thì cô. Cái đó có người mua con xếp lại cũng được. Cái này nó phối lưới. Ai nhỏ con hơn em là mặc đẹp nha mọi người. Em hơi to con nên mặc ba cái bảng bự đây là nhìn em mập đấy. Em ghét. Cái trắng xanh. Trắng xanh. Ủa vậy hả? Trắng xanh nha mọi người, trắng xanh em có 2 mẫu. Chia sẻ vô nhóm cho em đi. Trắng xanh em có 2 mẫu nha mọi người. Đưa cô gái thử đưa cho dì. Trắng xanh em có 2 mẫu nè. Em có 2 màu nè. Rồi em có 2 cái nè. Chốt mã trắng xanh cho em. Út thủy. Rồi đầm này bao đẹp luôn, có mút ngọc luôn nha mọi người. Đầm này bao đẹp có mút ngọc nhân, giống như mẫu đang mặc đây nha mọi người. Đấy, giống mẫu đang mặc đây ạ. Nó là màu hồng, có mút ngọc luôn nha mọi người. Quá đẹp luôn. Mặc lên phôm đó mọi người y bài luôn á. Đấy, ở bên dưới á nó nhíu nhíu đây nè, nó đẹp. Nhíu nhíu là đẹp dễ mang, đuôi cá đây, thì lúc nãy ai hỏi đuôi cá. Trời ơi cái đây, xong chốt tiếp lên luôn, chốt mã hồng cho em. Chốt mã hồng cho em nha mọi người. Chốt mã hồng cho em nha. Chốt mã hồng. Nó coi nhíu 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 ở bên dưới đế chân nó rất là đẹp nha. Form 55kg đó lại mang được. Form 55kg đó lại mang được. Chốt mã hồng có mút ngọc luôn á. Form 55kg đó lại mang được cho em. Đấy. Bao đẹp luôn. Chốt mã hồng cho em. Chốt mã hồng cho em nè.
xếp lại coi. Mẹ Hồng, mẹ Hồng có ai mua chưa? Mua Nhung đi. Hồng có mèo khác không chị? Để chị coi thử cho, chị cũng chả biết mẹ Hồng có mèo khác nữa không nữa. Có một mình em, mày thử em kéo với kéo rồi khó khăn quá. Mình kéo dây kéo hơi khó. Đây mã Hồng đây nha mọi người. Rồi mã Hồng cho em, chốt mã Hồng. Tao tóm này em không đi chuyền vậy rồi gì hết này ta. Chốt mã Hồng cho em ạ. Ba đẹp luôn nha mọi người. Đấy, chốt mã Hồng cho em, lấy Hồng cho Ngô Nhung đúng không? Hồng chốt cho Ngô Nhung nha. Mã Hồng chốt cho Ngô Nhung nè. Rồi đầm dây. Ồ, đẹp quá. Không có mèo khác thì lấy Hồng. Hồng Hồng có người chốt rồi, nhưng em Hồng Vendo. Hồng có Ngô Nhung nó chốt rồi. Bé bé qua bên đây kéo kéo cho kéo làm gì cho con. Cái đầm dây này đẹp lắm nè mọi người. Ai chốt chốt luôn đi, em khỏi mặc thử mã gạch luôn đi. Chốt mã gạch. Ừ, cái nào cũng đẹp hết đó em. Phôm cực kỳ chuẩn luôn mà. Hồng xếp lại cho gì đó con. Xếp lại cho gì chốt không ngon luôn. Cái gì quên. Cái nào mặc lên phôm cũng đẹp hết đó mọi người. Làm nhà em bao đẹp luôn mà. Đây, phôm 55kg đó lại ạ. Phôm 55kg đó lại cho em. Này cột trước hay cột sau cái. Cột sau hay sao. Phôm 55kg đó lại nha mọi người. Trời ơi, giảm nè. Giảm ăn đẹp luôn. Để ủi lại cái đường này chút nha mọi người, do chưa ủi nên nó lỏng. Cho nó ủi này có hàng nút quá. Quá đẹp. Rồi, chốt cho em mã gì đây? Mã. Mã dây đi. Chốt mã dây đi, đẹp quá. Chốt mã dây đi ạ. À. Rồi, chốt mã dây nha mọi người. Nhìn đẹp quá đi. Của chị ấy ta. Áo dây chị vừa không? Áo dây chắc chị vừa. Chị bao nhiêu ký chị Linh Phan? Nếu chị cao mặc đẹp á chị Linh Phan ơi. Cao mặc đẹp hơn em nữa. Em nó mặc nó hơi ôm nè. Chị mặc vừa chị Linh Phan chốt ở đây đẹp nè. Bị ẩn không mình rồi mọi người ơi. Phía bên đây em lại thấy. Áo dây chị vừa không? Dây chốt cho Hoa Cỏ Mai. Hoa Cỏ Mai chốt dây hả? Mấy bữa hông thích mặc ôm mà. Có mẹ dây mà có tay không? Dây đã gọi là dây mà sao có tay nữa? Ờ thương 55kg nè Hoa Cỏ Mai. Thương 55kg nè nha mọi người. Em 55kg 4 lạng, cân mày cân điện tử ở cơ quan em luôn. 55kg 4 lạng. Dây chốt cho Hoa Cỏ Mai đúng không? Ok em Hoàng Nguyên Đô. Wow cái đây cũng đẹp quá mọi người. Cái này cũng đẹp, nó hơi giống dây nè. Đẹp đẹp, chốt mã Hồng đi mọi người. Chốt mã Hồng đây, em khỏi mặc thử luôn thử. Chốt mã Hồng đi nha mọi người. Chốt mã Hồng, cái nào em mặc lên cũng đẹp hết á. Cái nào cũng đẹp hết á. Ok, lên nhanh nhanh đi chị, khỏi mặc thử nha. Ok, khỏi mặc thử. Rồi chốt mã Hồng này mọi người, mã Hồng đẹp quá đi. Phôm, dáng mọi người yên tâm nha. Đấy, nhiều khi cái chất liệu cái nào dơ lên khó. Cô thấy phôm dáng em sẽ đưa cho mọi người nha. Rồi chốt mã Hồng, áp dụng chương 9000 cho ai chia sẻ. Chốt mã Hồng cho em nè, chốt mã Hồng. Mã Hồng đẹp quá mọi người. Chốt mã Hồng cho em 42kg, ok chị Linh Phan ơi, 42kg chị cao mặc mấy cái đây đẹp. Nhưng mà có người chốt hết rồi, chốt mã Hồng đây là chị Linh Phan. Mã Hồng, mã Hồng. Mã Hồng đẹp quá đấy. Để em mua nhung lắm con.
em cao như chị không hòn vendo. Bởi vì em lên ký mà nhiều ký. À, sao dạo này em vô mạng chị không được? Ủa sao kỳ vậy, nghe út với mọi người xem được mà. Cho nhiều khi 55kg mà chị không biết cái dáng em nó ra sao á, do chị chưa thấy em á. Dáng chị nè, 55kg 4 lạng nè. Hồng lợi chốt luôn nha. Ok lợi. Hồng cho hoa cỏ may. Nhiều khi tôi với bà cùng ký nhưng mà cái form nó lại khác nhau. Nên nhìn tôi nha. Hoa cỏ may 99.000 nè. Hoa cỏ may có chia sẻ đúng không? Hoa cỏ may ơi, chia sẻ bài lên đây chứ không là giá 110.000 đó nha. Chị vừa em vừa đúng không? Ok. Như cái chị đang mặc là chị vừa em cũng vừa đúng không? Chị cao 1m6 nè, 55kg nha. Trời ơi, cái đầm caro đây đẹp quá. Bà con ơi, mẹ Hồng có người chốt mất rồi. Cái đầm caro đây đẹp quá các bạn ơi. Vừa đẹp vừa sang nữa chứ. Vừa đẹp vừa sang nữa chứ. Chốt mã caro đi ạ. Chốt mã caro liền gấp nhanh luôn mọi người. Chốt mã caro liền gấp và nhanh luôn. Form 55kg đó là mang được nha. Có cái đai, có cái đai sỏ lịch nữa nha mọi người. Có cái đai sỏ nữa nha. Bây giờ tôi làm nhanh, tôi làm dài luôn. Đấy, tôi làm nhanh, tôi làm dài luôn. Cái caro đây mặc đẹp nè. Vừa đẹp vừa sang nè. Chốt mã caro nha mọi người. Chốt mã caro cho em. Vừa đẹp vừa sang. Mặc lên là sang cực kỳ luôn á. Chốt mã caro nha. Mã caro có dây thịt nữa. Form 55-56kg đó là mang được. 99.000 ở đâu có cái đầm này mà 99.000 mọi người? Không đâu có đâu mà. Em nói thiệt với mọi người luôn, em bán giá 99.000 cho mấy chỗ khác. Em thấy tụi nó like vậy mà 140.000, 179.000, 180.000. Xếp lại con. Chút mã caro. Caro chị vừa, chị A Khan Trần ơi. Caro chị vừa. Đồ u mì em bán 100, 135. Mấy bán 170, 180 vậy mà người ta cũng chốt ào ào. Cũng có duyên buôn bán mọi người. Còn một chỗ em lấy hàng luôn. Đây, cái đầm riêu cũng đẹp nữa chứ. Giảm ha. Cái đầm riêu đây mọi người. Giống như mẫu mặt đây nha. Giống mẫu mặt cái đầm vàng này. Cái đầm riêu á. Đấy, cái đầm riêu. Đầm riêu đẹp. Em mặc thử cái đầm riêu em. Cái đầm dai đi chốt cái hoa cỏ mai. Bíp 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 qua kéo dây ấy làm gì vậy con? Nhanh nhanh lên bíp con. Để mặc thử một cái mã riêu lên cho mọi người thấy form luôn nha. Do cái form nó có kiểu nên nên nếu mà em không mặc lên là mọi người khó thấy. Kéo hết hết xuống rồi. Rồi chứ. Xếp bây giờ cho gì chứ con? Muốn la nhanh nhưng mà đưa mẫu lên thì mọi người là ít thấy, thành ra em phải mặc thử. Mã riêu. Mã riêu này 56-57kg mặc ok nha. Mã riêu 56-57kg mặc ok. Đấy, mã riêu à. Có cái điểm nhắn nữa nè. Chốt mã riêu cho em nha mọi người. Cho nó có cái đây á. Cho bỏ cái đây vô đi. Đấy, mọi người đeo sợi dây chuyền nó. Trời ơi, sang giảm nha. Đẹp. Chốt mã riêu à. Mã riêu có mèo đỏ đô nè. Mèo vàng nè. Mã riêu có mèo đỏ đô và mèo vàng. Cái đầm dây hồi nãy còn mèo xanh đó chị Linh Phan ơi. Mèo vàng nha mọi người, mèo vàng nè. Cái mã riêu em đang mang có mèo vàng nha. Mèo vàng nè. Đấy. 56-57kg ok luôn nha. Đây. Em 55kg mặc eo vẫn còn cầm được nha. Rồi. Mèo vàng cho em nè. Chốt mã vàng. Mã đỏ đô. Mã vàng, mã đỏ đô nha mọi người. Vừa đẹp vừa sang chảnh luôn nè. Đấy. Mã vàng, mã đỏ đô cho em. Đẹp chưa? Mã vàng, mã đỏ đô, mã riêu. Rồi chốt cho em đi ạ. Vàng, đỏ đô và riêu. Ờ, mười xé hay cúng mà không nhớ những sao chị Hai gì đi chứ. Vàng, đỏ đô và riêu. Chốt em mèo vàng, ok em Trương Hậu. Vàng, đỏ đô và riêu đi. Em Trương Hậu nè. 99k. Trời, 99k mà phải đầm thiết kế. Mọi người nghĩ sao? Nghĩ sao à?
Nghĩ sao một cái đầm thiết kế với giá 99 ngàn à? Không đẹp, không ăn tiền. Rồi em còn mèo riêu và mèo đá đô. Mèo đá đô cũng đẹp. Mèo riêu thì mặt nó hơi chuẩn tuổi hơn. Mèo riêu thì ai hơi chuẩn chuẩn tuổi một xíu mình chốt. Nhưng mà mèo đá đô là đẹp nè mọi người. Chốt mèo đá đô đẹp. Còn ai mà mèo riêu thì hơi chuẩn tuổi hơn nha. Như em mặt em cũng thấy hơi bị lớn. Mèo riêu nó hơi lớn. Mèo riêu ai chuẩn tuổi hơn một xíu. Rồi cái mã dai như em đang mặc hồi nãy nó có mèo xanh riêu. Mã dai giống em mặc hồi nãy á mọi người, có mèo xanh riêu nè. Rồi ai chốt mã dai xanh riêu, chốt mã xanh riêu. Hồi nãy chị Linh Phan chốt mã dai màu vàng mà không được á. Giờ chốt mã xanh riêu nha. Chốt mã xanh riêu cho em nè. Mã xanh riêu. Mã xanh riêu. Đẹp quá Hương ơi. Chốt mã xanh riêu. Tạo gì đẹp thiệt cơ chơi chỉ mà mặc được chắc chỉ vỡ hết á. Chốt mã xanh riêu. Chốt mã xanh riêu nha mọi người, dai nha, dai nó có. Không, chốt mã dai nha mọi người, quên. Đẹp hả? Tại chị thấy nó hơi lớn nè. Chốt mã xanh riêu em đang mặc, còn cái mã mà em mới đưa lên là mã dai nha mọi người. Mã dai. Mã dai. Đầm suông caro, đầm chữ E caro nha mọi người. Cái đầm chữ E caro ạ. À. Em mặc thử lên thử form đẹp không? Để mặc lên thử form đẹp không nha mọi người. Đầm chữ E bầu bì bon chen được hết luôn. À, con kéo cái gì cái con? Đầm đẹp giảm hang mà mọi người không chốt. Vừa cái nào ta chốt đi mọi người. Dây cho chị Linh Phan nè. Vừa cái nào thì mình chốt đi ạ. Để qua rất là tiếc luôn á, em nói thiệt luôn á. Em vừa bán rẻ nữa. Vừa đẹp, form nó rất là chuẩn. Để mặc thử cái Babydoll Caro này thử coi. Á trời ơi, cái đầm chữ E. Đầm chữ E dễ thương quá đi. Để riêu chị nghe tổng 3 cái. Thôi chị hai xài sang quá. Ok chị. Đó mọi người đầm với em. Không. Dễ thương không? Có tuổi nữa chứ. Dễ sợ. Bầu bì bon chen được luôn. Bầu bì bon chen được luôn. Ai sợ bụng to bụng nhỏ gì. Đấy ai sợ bụng to bụng nhỏ gì. Ô có hai cái tuổi nữa dễ thương quá đi. Dây cho chị Linh Phan nè. Mã riêu cho chị hai nè. Linh Phan. Mã riêu cho chị hai. 16 cúng phải quên mất chị hai. Nãy giờ em cứ suy nghĩ là chị hai về chi. Xanh riêu chốt cho chị hai con. Rồi chốt mã caro. Em đang mang caro dễ thương quá. Đầm em đang mặc bao nhiêu? Dạ đầm em đang mặc 99.000. Áp dụng cho ai chia sẻ. Ai không chia sẻ thì giá 110.000. Nhân chị chia sẻ lên cho em đây là được 99.000. Đầm em đang mang. Công sở mặt cũng đẹp. Bầu mặt cũng đẹp. Mặt quá dễ thương đi. Có túi nữa chứ. Đã chốt mã caro cho em nha. Chốt mã caro. Chị hai đại giác quá ba cái luôn. Đúng rồi. Chốt mã caro. Caro hồng. Caro hồng nó không có túi nha mọi người. Caro hồng không có túi nha. Cái caro hồng không có túi à. Có túi trước. Caro hồng không có túi, có túi trước. Chốt mã caro hồng. Chốt mã caro hồng cho em nè. Chốt mã caro hồng. Caro đen, caro hồng. Caro hồng, caro hồng nó không có túi nha chị Linh Phan ơi. Caro đen nè, caro hồng. Caro hồng cho chị Linh Phan. Caro hồng không có túi ạ. Caro hồng cho chị Linh Phan. Caro thương đang mặc cho A. Chị Linh Phan có chia sẻ không? Chị Kim Hoàng ơi, chị chia sẻ lên để được giá 99.000 nha chị. Caro xanh vừa. Nè chị nhìn em mặc nè, form đây rộng rãi mà. Form đây rộng rãi mà chị. A khăn trần. Chị đang lấy cái em đang mang đúng không? Rồi em còn một cái caro về đây nữa nha mọi người. Mình đã cho nó mèo vàng đi. Caro vàng.
chốt mã caro vàng cho em nha. Chốt mã caro vàng ạ. Mẫu caro vàng với caro kia là không có túi nha, chỉ có caro xanh này nó có túi nè. Chốt mã caro vàng, caro xanh cho chị An Khang Trần. Chị An Khang Trần lấy caro xanh đúng không? Rồi em còn một cái caro vàng. Qua mẫu có caro đỏ đó, dễ thương quá, em mặc luôn cái caro đỏ cho mọi người xem. Chết rồi, nó dễ thương dữ vậy trời ơi. Lát cho chị caro đen. Caro mà em đang mang rồi đúng không? Chị có một cái caro em đang mang với lại caro vàng thôi. Chị chốt lại mà em đang mang. Trời ơi, caro đỏ đô. Dạ mang quá. Có túi luôn. Có đường nhắn bên dưới luôn. Dễ thương nghe. Ai sợ bụng sợ rồi mặc mấy cái phôm đây thoải mái. Hoa cỏ may thích mấy cái phôm đây lắm nè. Sao em chốt cái mã vàng đấy. Hoa cỏ may ơi, cái này là dạng kiểu sơ mi rộng nha mọi người, sơ mi phôm rộng á. Caro đỏ, ai thích thì chốt cái caro đỏ. Ừ, của dì hai con, lên dì hai vô. Em đang mặc đó, ok chị. Caro đỏ. Kệ nó có tặng phu nhân đó.
Cô dân nghĩa có một đơn nữa, hai đơn nữa. Thì ơi có chữ tặng nữa chứ. Đây, form Babydoll bầu bì bông chen đều được, dễ thương ghê anh. Đấy, Babydoll bầu bì bông chen đều được nha mọi người. Cực thì cưng luôn à, cái cổ của nó nè, cưng dễ sợ chưa. Đấy, bầu bì bông chen đều được nha mọi người. Ai thích form Babydoll thì chốt này đỏ đô cho em à. Nhí nha, nhí nhảnh, nhí nha, nhí nhảnh. Babydoll, chốt mã đỏ đô. À, tối nay có đồ bộ không em? Kịp giờ thì em like nữa nha chị, do chuẩn bị qua mẫu áo kiểu nè. Áo kiểu đẹp lắm. Áo kiểu em bán với giá 55.000, ai không chia sẻ là 65.000. Hàng em bán toàn phá giá thôi mọi người. Babydoll này dễ thương quá ha. Chốt mã đỏ đô. Ai thích mặc Babydoll chốt mã đỏ đô. Mẫu đây bầu bì mặc được tội nè chị Linh Kim Phan đó nha, thấy không? Cực kỳ tội luôn. Này, bầu bì bon chen thoải mái luôn. Dễ sợ, cái cổ của nó, cái tay của nó cũng đều tội hết. Có để caro đỏ chị chưa? À để rồi chị Nguyễn Tú. Bạn lát hoài cho ta, kỳ ha. Cái đỏ đô đây dễ thương mà chị, mèo đỏ bầu bì mặc nữa nó. Wow, cái đầm đen đây sao quá ha. Cái đầm đen giống mẫu đang mặc đây nha mọi người, nhưng mà nó mèo đen. Đó, giống mẫu y mẫu đang mặc đây mà nó mèo đen nè. Đẹp chưa không? Đó. Ai mặc chốt mã đen cho em nha mọi người. Form này 56 đến 7 kg vừa lại mang được ấy. Dạ không chị, có một mèo đỏ đuôi chị ơi. Rồi. Chốt đầm đen cho em nha mọi người, đầm đen cho em ạ. Đầm đen cho em áp dụng ai chia sẻ là 99.000 nha. Chốt mã đầm đen. Đầm đen đẹp quá. Rồi ai chốt mã Babydoll, chốt mã đỏ đô. Tuổi em vừa tròn đôi môi vừa tắm. Em kia mắt đang về. Biết em về. Tuổi cùng đôi mắt. Tao tôi giấc ngày nay xinh hơn. Đầm đen ok, đầm đen cho hoa cỏ mây. Đầm đen. Đầm đen chốt cho hoa cỏ mây nè. Hôm coi giãn mặt thoải mái luôn. Đầm đen chốt cho hoa cỏ mây nha. Đầm đen chốt cho em hoa cỏ mây rồi. Dễ thương quá đi. Đầm đen chốt cho em hoa cỏ mây rồi nha. Wow, đầm hoa. Đầm hoa form này bầu bì bon chen được hết nha mọi người. Đầm hoa này bầu bì bon chen được hết nha. Kiểu nó như thế này. Đấy, đầm đen chốt cho em hoa cỏ, chốt cho bạn hoa cỏ mây nè. Đầm đen chốt cho hoa cỏ mây. Cái đầm Babydoll đỏ đó thì dễ thương luôn mà không ai chốt á. Chắc do mấy thẩm mỹ mình kém quá ha, mình thấy mấy cái đó dễ thương. Wow, cái đầm hoa đây đẹp ghê. Đầm hoa đây bầu bì bon chen tốt luôn. Đẹp chứ, ơi đẹp chứ. Đấy, dễ thương ghê. Có phối ren ở bên dưới này. Đẹp không? Bầu bì bon chen luôn. Form dạng Babydoll. Bầu bì bon chen được hết. Chốt phải đầm hoa áo kiểu chưa, chuẩn bị qua mạng áo kiểu á, để đồ chéo định nha, để đồ chéo định nha. Tại chi vậy chị? Đầm đen chốt cho bạn hoa cỏ mây. Cái đầm hoa đây mặc sướng nha mọi người. Mạng qua không được hả? Sao vậy? Có nhiều người mạng qua không được vậy mọi người. Hoa cỏ mây. Rồi, đầm hoa mọi người chốt một chút đầm hoa đi mọi người ơi, chốt đầm hoa. Chốt đầm hoa. Chốt đầm hoa em đang mang đi ạ. À. Bầu bì bon chen được hết. Ok, chờ chút Hương lên áo kiểu đi, còn mấy cái đầm nữa thôi. Có áo kiểu chờ chị một xíu đây. Giờ thay em khỏi mặc thử mọi người, em đưa mẫu thôi là mọi người biết thôi ạ. À. Nói chung là form rất là đẹp.
Rồi, đúng y như mẫu đang mặc đây nha. Đấy. Mẫu đang mặc đây ạ, à. Đẹp chưa? Có nhắn nữa nè. Rồi chốt mã đầm đỏ. Chốt mã đỏ đô cho em. Form nó là 55 kg nó lại hết nha mọi người. Có nhắn thế này nè, đẹp chưa? Mẫu mặc đây à, em khỏi mặc nha. Rồi, chốt mã đỏ đô. Form 55 kg nó lại mang được. Chốt mã đỏ đô cho em nè. Chốt mã đỏ đô. Form 55 kg nó lại mang được ạ. À. Chốt mã đỏ đô. Chia sẻ bài để em Văn Trung ơi, chia sẻ bài để được chốt với giá tốt hơn nha em. Ừ. Chị Linh Phan là bữa chị hỏi mấy cái mẫu nào ta, cái mẫu đây thấy cho chị nè, mèo mèo gặp. Chị Linh Phan ơi, chị còn đó không chị Linh Phan, còn lên tiếng cho em đi. Đấy, đẹp cho mọi người. Form 55kg đó lại mang được. Chốt mã nơ trắng cho em, giống mẫu đó nha mọi người, giống mẫu đây ạ. Đấy, rồi chốt mã nơ trắng cho em ạ. À. Dễ thương quá. Form 55kg đó lại mang được nha mọi người. Chốt mã nơ trắng. Chốt mã nơ trắng ạ. À. Chốt mã nơ trắng, trời ơi dễ thương quá chứ. Chốt mã nơ trắng cho mọi người. Chốt mã nơ trắng. Cái gì chị Linh Phan chỉ ra rồi hả ta? Em chia sẻ rồi, em bật chế độ công khai lên em. Bật chế độ công khai lên. Có mèo khác không? Chị đưa lên là không có mèo khác nha em. Mèo đó đô đó đẹp mà Hậu. Đây. Sao không chịu lên người chia sẻ? Do em không bật công khai. Đây chị Linh Phan ơi, cái mẫu như chị nói mà màu đây chị lấy không mày chốt, em ưu tiên để lại cho chị nha. Mẫu giống y chị dặn đây ạ. À. Nhưng mà nó là cái mèo đây, form 55kg nó lại nha chị. Nó là mèo gạch, nếu chị chốt thì chốt mã gạch cho em nha. Y như mẫu nha mọi người. Tay nó cực kỳ dễ thương không? Chốt mã gạch ạ, à. Chốt mã gạch. Bạn yếu quá hả? Sao kỳ vậy ta? Bạn yếu hay do cái ông quỷ Facebook ông chặn nhà hè? Ghét quá. Đó, giống y như mẫu em dưa lên đó nha mọi người. Nhưng mà nó là mã gạch nha. Chốt mã gạch ạ, à. Chọn lúc đó Bách Văn Trần nó lên chữ người chia sẻ rồi đó, chọn lúc chia sẻ nên chỗ khỏe được cầu, chọn công khai hoặc bạn bè rồi đó xin lên thôi. Ôm mấy cái chồng áo vô chị gì thôi. Chị Lê Liếng phải không? Chị Lê Liếng trong đơn với chị Linh Phan phải không? Chị Linh Liếng nè. Chị Linh Phan chỉ dặn đó mà em biết chỉ dặn cho ai mà chỉ dặn cho bạn chỉ đâu hả? Giờ không biết chỉ chốt không? Đây cái mẫu đây cũng quá đẹp, cổ là cổ vét. Ok chị Linh Phan. Rồi mẫu đây nữa mọi người, đẹp quá. Mẫu đây à? Đây, đấy cái cổ đây là cổ vét. Mẫu mặt mọi người thấy rõ không ạ? À? Cổ vét nha mọi người. Form này nhỏ hơn là chị Linh Phan, form này chị mặc được nè. Form này khoảng chừng 52-50kg đó lại thôi. Form này nhỏ hơn nè, 50-52kg đó lại thôi. Mặc đẹp nghe không mọi người? Đẹp quá. Form này nhỏ hơn nha mọi người, 50-52kg đó lại thôi. Quá, cưng quá, đẹp quá đi. Đó, chốt mã sắc lách cho em nha mọi người. Chốt mã sắc lách cho em nha. Chốt mã sắc lách. Chốt mã sắc lách ạ. Chốt mã sắc nách cho em ạ, à. Chốt mã sắc nách. Chị Linh Phan ơi, chốt cái mã sắc nách á. À có dây cột nữa, mã sắc nách có dây cột nữa. Còn mèo khác không em lấy thêm. Nam có mèo khác chị,
giờ nó chịu vèo vèo thôi hả? Chết nữa. Mạng gì đâu vậy ông? Chốt mã sắp nắp nha mọi người. Chốt mã sắp nắp. Mã nưa đỏ có đầm rễ vai không? Không chị, có em mèo đó cũng đẹp mà Linh. Ý là chị Linh chị lấy thêm á, chị Linh chị lấy thêm. Rồi cái mã này đẹp ghê quá, sao mọi người không 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 chốt ha. Chẳng đi mắt thẩm mỹ em yếu. Bo cầm nước cho mẹ con, khát nước quá, mẹ nói nhiều quá khát nước quá. Cái mẫu ra đẹp mà mọi người. Mẫu ra đẹp mà. Chẳng đi mắt thẩm mỹ em yếu. Hồi nãy con cầm xuống lại rồi mà con. Mã nơi trắng này đẹp nè. Chẳng đi mắt thẩm mỹ em yếu, em thấy đẹp mà mọi người thấy không đẹp hả? Hôm nay em lên tí đó lại mang đẹp nè. Mã nơ trắng sao nhiều mã em thấy đẹp mà sao mọi người lại không chốt á? À, mã nơ trắng đẹp nè. Linh mua em nơ trắng, chị Nguyễn Lê chốt nơ trắng hả? Từ để mình uống hả? Mình uống hả? Mình đưa quên bà không quấy đi. Giống miệng bà không quấy. Ok chạy. Mã cặp chốt với chị Linh Phan. Mã cặp chốt với chị Linh Phan này. Mã cặp sắc nách hả không chị? Thêm mấy gạch này vậy? Nơ trắng im, ok, nơ trắng này. Cái nơ trắng nó đẹp cũng chết luôn. Linh Phan. Đầm nơ trắng có mèo khác không cô? Không nhân con. Có một cái mèo đỏ đuôi. Cái mẹ sắc nách cũng đẹp nè, mà cũng không thấy mọi người chốt. Mẹ sắc nách cũng đẹp. Mẹ sắc nách em thấy cũng đẹp nè mọi người. Mẹ đây cũng đẹp mà không thấy chốt á. Mẹ mẫu mặt nè, mẹ đỏ đô. Đẹp đẹp luôn. Đấy, mẹ đỏ đô. Đẹp chưa? Chốt mẹ đỏ đô nè. Hôm 55kg thôi lại mang được. Mẹ sắc nách cổ vết cũng đẹp. Đó, đúng rồi, đang xong vỏ. Sắc nách cho đang xong vỏ nè. Cái đây mà sao bạn không chốt? Mẹ đá rô cũng đẹp. Ngày xưa có cô bé trẻ phê mê. Hai cái tuổi nữa chứ. Chốt mã tay trắng cho em nha mọi người, form 52kg đó lại thôi ạ. Form 50-52kg đó lại thôi nha mọi người. 50-52kg đó lại thôi. Chốt mã tay trắng cho em nha. Chốt mã tay trắng 50-52kg đó lại thôi nè. Chốt mã tay trắng. Tay trắng, tay trắng. Cái gì vậy bé hả? Nó nhỏ cái gì cũng đòi hết. Chốt mã tay trắng. Nước à. Dâm yếm em xem mọi người 80.000 nha, dâm yếm 80.000.
dâm yếm em xem mọi người 80.000. Đấy. Cái dâm yếm mặc lên rất là dễ thương nha. Tâm mơ chốt mã 80 cho em nè. Dâm yếm chốt mã 80. Có tuổi cái dâm yếm có tuổi nữa, chốt mã 80. Đầm caro. Đầm caro thiệt đẹp luôn á. Chốt mã caro. Đầm ren trắng, chốt mã ren trắng tay dài, form 55kg đó lại mang được. Chốt mã ren trắng. Yếm tâm mưng cho heo cỏ. Lấy cái yếm cho gì con. Yếm nơ trắng bí chia không vừa yếm. Nơ trắng đó form 55kg đó lại hả chị? Yến tâm mưng, yến đổ, cái yến đó 52kg nó lại thôi nha em. Cái yếm 52kg nó lại thôi nè. Xéo mưng ký cho em sợ chặt á vậy. Cái mưng ký phải cao trên một cái xéo và dán chuẩn lên. Bao nhiêu ký mẹ được yếm đó. Đổ hòa. Hòa đổ yếm tâm mưng. Đưa chị ghi con. Bi chứ sao caro. Dạ, 60kg chị chọn mấy cái mẫu cái này. 60kg cưới chị sang đúng không? À cái babydoll, cái này cái babydoll. Babydoll bầu bì bon kem được. Rồi em qua áo kiểu nha mọi người, em qua áo kiểu. Áp kiểu 55.000 áp dụng cho ai chia sẻ, ai không chia sẻ chốt giá 65.000 nha. Ai không chia sẻ chốt giá 65.000. Áp kiểu bao đẹp cho mọi người luôn. Đây ạ. Cái form của áo kiểu đây 55.000, trời ơi giả mang. Form 55kg nó lại mang được nha mọi người. Có khó kéo ở phía sau. Có khó kéo nha mọi người. Form 55kg nó lại mang được, có khó kéo cho em. Rồi chốt mã vàng. Chốt mã vàng. Đẹp quá. 55.000. Đấy, 55.000 thôi mọi người. Áp dụng ai chia sẻ. Ai không chia sẻ giá 65.000 cho em nha. Giả mang luôn. Đẹp. Form 60kg đó lại mang được. Quên em nói nhầm. Form 55kg đó lại mang được. Chốt mã vàng. 55.000 một cái áo kiểu. Bác sẵn cho mọi người luôn. Rồi mã vàng em có mèo trắng nè. Mã vàng em có mèo trắng. Mèo trắng và mèo vàng 55.000. Chốt mã trắng hoặc là mã vàng cho em.
chốt mã trắng hoặc là mã vàng cho em nha. À, bí ở vô giường được cho dây của quần đùi chưa con? Quần đùi riêng á, tại vì mặc áo kiểu gì thì gì like. Mã vàng hoặc mã trắng cho em nha mọi người, mã vàng hoặc là mã trắng cho em, có quần đùi riêng trong giường không? Mã vàng hoặc mã trắng, quá đẹp, áo kiểu 55.000. Áo len hả em? Áo len chị hết rồi, hàng len chị hết rồi nha. Áo vàng hoặc áo trắng cho em nè. Không thành thì sao? Quần riêng ít này đó chị về á em. Về chứ giờ tôi Tết bán quần riêng áo kiểu rồi, bằm váy, áo thun. Bữa nay mặc như trời, chết bà. Chờ im nha mọi người, đừng đi đâu. Quần của em mặc đó chứ. Quần bụng. Mày cũng cao kiểu nó ngồi la cho nó. Vàng hạt trắng. Form 55kg đối lại men vừa. Em 55kg nha mọi người. Form 55kg mang vừa ha. Vàng hạt trắng cho em. Chốt mã vàng hạt trắng. Em 55kg nè. Mặc bao đẹp luôn. Chốt mã vàng hạt trắng. Mặc mấy áo kiểu nó phối chân váy bao đẹp luôn ạ. Rồi em áo kiểu này nha mọi người. Em áo sơ mi. Giống y mẫu mặc. Giống mẫu mặc đây nha mọi người. Mặc lên form rất là đẹp ha. Phía sau nó có nút nha mọi người. Đấy, phía sau nó có nút này. Dẹp trước, ngắn dẹp xeo dài cho em nha. Mặc cái này che khuyết điểm bụng nha. Mặc cái này che khuyết điểm bụng cho mọi người luôn. Dẹp trước, ngắn dẹp xeo dài cho em nè. Chốt. Chốt mã nút đi. Cho nó có hàng nút cho em dễ phân biệt. Chốt mã nút cho em nè. 55.000. Bé bé ơi, lên ghế ghế về chú con. Chốt mã nút cho em. Ghế gì mặc áo hay gì mà. Mã nút. Form 60kg mẹ cũng được nha mọi người. Form 60kg mẹ cũng được ạ. Chúng mấy cái áo trắng này mà mặc với chân váy này nó y bài luôn á mọi người. Đấy, chốt mã trắng cho em ạ. Lấy em, lấy áo chị cầm cho em. Là lấy áo nào em? Cái áo chị đang mang đây hả? Áo này em mặc lớn vậy Văn. Wow, áo trắng đẹp quá mọi người. Chốt mã trắng cho em nè. Form 55kg đó lại mang được. Chốt mã trắng. Áo chị đang mặc đó hả Phan? Form nó lớn vậy. Áo trắng nha mọi người. Áo trắng này có mút ngọc luôn đó mọi người. Áo trắng kiểu này có mút ngọc luôn á. 55.000. Áo trắng kiểu này có mút ngọc luôn. Trắng chị Linh Phan này. Có mút ngọc luôn á. 55.000 Linh Phan.
Rồi mã tính nó có mã vàng nữa nha mọi người. Mã tính nó có mèo vàng nữa. Đẹp quá. Mã tính nó có mèo vàng nữa nè, có mút gọt luôn. Hàng có mút gọt nha. Mã tính có mèo vàng nữa, chốt mã vàng cho em. Chốt mã vàng. Mã tính có mèo vàng nữa, chốt mã vàng cho em. À hôm nay bác mời bà có hỏi cái giấy nộp tiền không chị? Bữa chị lên nộp tiền bảo hiểm á. Ờ không lên cầm gì cho bả quên đi chứ. Mẹ tránh hết rồi em. Văn ơi chốt mẹ vàng đi em. À em ngủ đi con. Ngủ đi con gái con ơi. Chốt mẹ vàng ạ. Vô 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 phụng đi em. Vô phụng đi. Chào Mỹ đang like bán đồ mà. Em bị bán đồ mình kiếm tiền mua si con đây nha con. Phem phom Babydoll, trời ơi, đẹp quá. Má có kiểu em ra cho bay mình giả. 55 kg đó là mang được, chốt mã da cho em nha mọi người. Hàng áo đẹp, giả mang mọi người ơi. Áo đẹp lắm, sơ mi nút vàng. Sơ mi nút vàng là áo đang mặc đây đúng không chị Linh Phan? Em đang mặc nè. Rồi chốt cái sơ mi nút vàng cho chị ạ. À. Rồi mã da nha mọi người, chốt mã da cho em. Phom 55 kg đó là mang được. Chốt mã da 55.000. Wow, đẹp giả mang luôn. Là nên phom đẹp, chốt mã da, sơ mi nút vàng chốt cho chị Linh Phan, ra đây ngủ chị, để phá, em thay cái áo ra bỏ cho chị Linh Phan, mã da cho chị Nguyễn Thủy, mã vàng cho người đẹp Nhi Nguyễn, chị Thảo Thảo Nhi Nguyễn ơi lên số điện thoại cho chị nha, mã da cho Nguyễn Thủy. Nguyễn Thủy để là ra nhà lái đúng không? Nguyễn Thủy lên số điện thoại gì thì chỉ với chị đi Nguyễn Thủy ơi. À, Thảo Nhi Nguyễn cũng lên số điện thoại gì thì chỉ. Mấy người là một đơn hả con? Lên số điện thoại gì thì chỉ với chị em. Thảo Nhi Nguyễn. Thảo Nhi Nguyễn chia sẻ đi. Nếu không chia sẻ chị cho là giá 65 đó nha em. Nguyễn Thảo Nhi Nguyễn. Không chia sẻ là giá 65 nha. Lên số điện thoại gì thì chỉ với chị đi. Rồi mã trẻ pha cho em nè. Chốt mã trẻ pha. Chị đây. Chị đâu có lấy sơ mi. Không, chị sơ mi cho chị Kim Phan á, chứ không phải Linh Phan chị. Kim Phan. Kim Phạm, Kim Phạm. Trẻ pha, chốt mã trẻ pha nha mọi người. Kim Phạm, chị Kim Phạm. Cái trẻ pha này đẹp ghê ha. Trẻ pha Nguyễn Thủy. Chị gửi bưu điện. À, Tam Quan em ra lái. Ok em Nguyễn Thủy. Chị lên bưu điện gì gọi em. Rồi mã trẻ phai. Mã trẻ phai đây này trả lại cái áo này cho chị Kim Phan. Kim Phạm. Trẻ phai. Chốt mã trẻ phai. Trẻ phai cái tê đẹp không. Tê đẹp giả em. Tê giả vô. Ta này em mặc giữa trần. Xếp lại cho cô nha. Rồi chốt mã trẻ vai ạ. Mã trẻ vai cái tê đẹp, tê phòng 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 nữa. Có tê dài phòng không chạy. Để chị coi thử nha em, chứ chị cũng không biết hết mẫu hết. Trẻ vai ra đẹp này, văng cái tê dài phòng này. Chờ em chút cái đá thôi. Trẻ vai cho con. Cho con mở. Ok con. Ờ con uống uống nè. Ừ. Cái dây phòng ở đường nè. Đỗ Thuận. Chốt cho Đỗ Thuận. Mấy cái này nó khó lên dáng nó. Để em mặc lên cho mọi người dễ thấy nè.
Rồi chốt mã đen cho em nha mọi người, cái tay nó cũng đẹp này. Rất là tay đen, nó càng đẹp nữa. Đấy. Nó có hàng nút ở phía trước nữa. Chốt mã đen. Chốt mã đen cho em nha mọi người, chốt mã đen. Cái tay của nó đẹp không? Chốt mã đen cho em. Chốt mã đen. Bạch sam. Đỗ thuận. Chốt mã đen. Hôm em làm cái đó lại nha mọi người. Đỗ thuận đi. Hôm 55kg đó lại à. Mã đen ra đẹp. Mã đen nó có màu đỏ à. Mã đen nó có màu đỏ đô. Ai thích mã đen thì chốt đen, ai thích màu đỏ đô chốt màu đỏ đô. Đấy, mã đen nó có màu đỏ đô nữa nha mọi người. Mã đen có màu đỏ đô nữa, đẹp quá. Hết lúa. Mã đen nó có màu đỏ đô nữa nha. Mã đen có màu đỏ đô nữa nè. Chốt mã đỏ đô hoặc là mã đen 55.000. Mã đô hoặc mè đỏ đen. Rồi áo sơ mi đen, sơ mi giấu quần, sơ mi form giấu quần, sơ mi form giấu quần nha mọi người. Sơ mi form giấu quần cho em nè. Sơ mi form giấu quần thiệt đẹp luôn á. 55.000. Xét cái này là chị Hiền đây con. Người em ra đi, em chỉ mang con tim hành lý. Sơ mi form giấu quần. Chốt mã đen cho em. Chốt mã sơ mi đen. Đẹp chưa? Phom giấu quần. Chốt vải sơ mi đen. Cái vải mặt nó xuống cực kỳ luôn. Sơ mi phom giấu quần nha mọi người. Chốt vải sơ mi đen cho em 55.000. Chốt vải sơ mi đen. Sơ mi có màu khác không? À, để em coi thử nha chị. Ta chị, sơ mi có màu đây. Sơ mi đen có màu trắng nha chị. Sơ mi đen có màu trắng. Sơ mi đen có màu sọc xanh. Sơ mi đen có màu trắng, màu sọc xanh, màu đen và màu gạch hả? Đấy, màu sọc gạch. Rồi chốt mã cho em nha mọi người. Sơ mi đen em đang mặc có 4 màu ha. Sơ mi phun dấu quần thiệt xinh luôn nha mọi người. Rồi chốt mã đen này, mã trắng này, mã sọc xanh và mã gạch cho em. Rồi 55.000, áp dụng ai chia sẻ. Có 4 màu. Chù cái áo kiểu gì mà nó đẹp. Đẹp ngắt ngay con gà tay luôn. Cái tay của nó chứ, cái cưng nó chứ. Chốt mã đỏ đô cho em nè. Chốt mã đỏ đô cho em. Xem mèo gặp. Chốt mã đỏ đô cho em nha mọi người. Mẫu em mới đưa lên á, mặt đẹp dễ sợ luôn. Mèo gạch đây nha chị. Mèo gạch đây à. Sọc gạch. Ngày xa xưa bé thơ, em văng về tiễn về bên trăng.
Rồi, mã đỏ đô này mọi người đẹp dã man không? Nhắn một cái điểm hoa cho đây nữa. Bao đẹp cho mọi người luôn ha. Mặc cái chân váy chớp liền. Chốt ok chị. Phải gặp chốt với chị Kim Phạm. Mã đỏ đô đi mọi người, mã đỏ đô đẹp quá. Chốt mã đỏ đô đi ạ. Cần bỏ qua mọi là mã đỏ đô nha mọi người. Bao nhiêu cái sơ mi vậy Thương? 55.000 nha Kim Thương ơi. Áp dụng chia sẻ, có hiện chữ người chia sẻ ở trên đầu thì là 55.000 nha. Còn không có hiện chữ người chia sẻ trên đầu là giá 65.000 nha. Rồi mèo đỏ gạch cho Thương. Mèo đỏ gạch. Quên, tự nhiên mèo đỏ đô. Mèo đỏ đô. Rồi mèo hồng cho em. Mèo đỏ đô, mèo hồng. Mấy cái này mặc lên đẹp dã man đấy mọi người. Mèo đỏ đô hoặc mèo hồng cho em nha. Mèo đỏ đô hoặc mèo hồng cho em nè. Đỏ đô hoặc là hồng cho em nè. Chị không bỏ để ta chưa thấy chốt đơn ta. Rồi form áo và laptop. Để mặc cái form lên cho mọi người xem nha. Chờ em một xíu. Sơ mi đẹp không ai chốt ta. Sơ mi cái form mặc đẹp. Xếp lại cái sơ mi như gì cho con. Biết biết xếp lại sơ mi như gì nữa. Cái này thì form áo và laptop. Cái này mặc lên cũng thấy đẹp hết vậy ta. Đi cái này mà mấy bà không chốt ha, đi ăn cúng đi tết rồi mặc đi chơi á, thật sự mà đẹp nữa. Đẹp chưa? Mã này chốt mã cam cho em nha. Có cái đôi chứ không có cái mã nó còn đẹp nữa. Có mã nó làm che không? Chốt mã cam cho em ạ. Chốt mã cam. Mã cam em đang mặc nó có mèo da. Mã cam em đang mặc có mèo da. Có mèo hồng. Mèo da, mèo hồng. Mèo da em có hai cái. Một cái mèo hồng và một cái mèo trắng. Rồi ai thích mèo nào chốt cho em nha. Một mèo da, mèo hồng và mèo trắng và mèo cam. Mèo cam có hai cái. Đẹp chưa? Đây à. Năm mươi lăm nghìn áp dụng ai chia sẻ? Luôn mọi người. Giống ở như mẫu mặt lại nha mọi người. Em khỏi mặt nha. Mẫu mặt đây ạ. À. Có một cái nhắn ở phía trước đó nha mọi người. Có một cái nhắn ở phía trước. Mặt lên ba đẹp luôn. Cái mèo đây là mèo quái mũi gì đây ta? Mèo gì chả biết nó mèo gì nhưng mà nó đẹp quá. Mèo đây cho mèo xám đi. Giống em mèo xám nha mọi người. Có dây cột phía sau. Rồi chốt mặt mèo xám cho em nè. Mặc lên cực kỳ đẹp luôn. Đây. Đây là mẫu mặc đây à. Chốt mã xám cho em nha. Mọi người ơi, ai còn đang xem chấm bài cho em thử coi sao em không thấy ai vậy mọi người. Em không thấy ai hết à. Chấm bài cho em đi mọi người, chấm bài cho em cái. Để xám cho em nè. Chấm bài cho em giúp mọi người thấy ảnh tương tác không? Thấy hăng vỏ nè. Thấy hăng vỏ. Thấy được hăng vỏ rồi đó. Thấy ai nữa đâu. Rồi mã xám nó có mèo đen nha mọi người. Mã xám nó có mèo đen nữa nha. Thấy hòa đổ nè.
Mã xám có mèo đen nữa nha mọi người. Mã xám có mèo đen nữa à. Thấy chị Kim Phạm nè. Mã em đang mang dễ thương mà không ai mua ha. Rồi để em qua mẫu khác cho mọi người nha. Toàn bộ có khó kéo phía sau hết nha mọi người, cho mọi người dễ mặc. Thấy chị Bích Văn Trần. À chị đẹp tấm đi đâu mà không không thấy chị đẹp ta. Khôn 55kg đối lại là mang đẹp. Mang vừa 40-55kg. Đấy. Mặc lên sang thật kỳ luôn á. Đấy nha mọi người, thấy không mọi người, thấy không, mặc lên rất là đẹp luôn. Em dơ lên phô mọi người ý thấy đó, cái tay của nó có phun bo nữa chứ, cực kỳ đẹp luôn. Thấy mọi người thấy chưa, mặc lên phô cực kỳ đẹp luôn nha. Mấy cái áo này sao mọi người không chốt, mặc đi cũng tóc riêng, mặc ngay chân tớt y bà luôn, đẹp dã man. Thấy chưa, không thấy bụng nha, có cái này nên không, nó đỡ thấy bụng mình đấy. Rồi có mèo đen này, mèo xám này, áo đang mang có mèo đen này, mèo xám này, mèo vàng này, đen xám vàng hồng, đen xám vàng hồng nha mọi người, đen xám vàng và hồng. Áo em đang mang có 3 mèo, có 4 mèo, đen xám vàng và hồng. Rồi ai chốt mèo nào chốt cho em nha, đen xám vàng và hồng mẫu em đang mang. Mẹ thôi.
dài dài gì mọi người cắt bớt không sao hết, mẹ rút à, đấy mẹ rút thiệt đẹp luôn nè. Rồi chốt mẹ rút, mẹ rút em có bốn màu như mọi người, màu hồng em đang mang, em cho xem lại mẫu sơ mi đen bình thường. Mẹ có mẫu sơ mi đen gì với con xếp không anh? Chưa xếp không? Anh đi xếp rồi sao? Xếp là sao? Sơ mi cái gì? Con có nắm cái đầu còn nắm kia. Đó đó. Đây chị, sơ mi đen bình thường thôi, nhưng mà nó mê cái form nó đẹp. Mèo đen đưa lên chị cũng khó coi, hồi nãy em có mặc mẫu á. Đây sơ mi đen bình thường này chị, vải rất là đẹp, mát. Rồi mã rút em đang mang nha mọi người, mã rút em đang mang có mèo hồng em đang mang nè, rồi mèo hồng hai cho em nha, đây hồng nhạt hơn mà hồng hai. Đây mèo gặt cho em nha, và mèo đen đó. Mẫu em đang mang này à, mẫu em đang mang có bốn màu. Mẫu đang mang có bốn màu à. Khi tôi cần là hạnh người ba tuổi em vừa tròn đôi mươi mười tám năm trời năm tháng ngày ngày đưa về đất trời này cùng đôi hoa rồi. Cái này giống như mẫu đang mặc đây nha mọi người, cái này giống như mẫu đang mặc đây ạ. À, mẫu đang mặc đây rồi, đây có mèo đỏ đô, mẫu đang mặc có mèo đỏ đô nha. Có mèo đỏ đô. Mèo vàng giống như mẫu. Bạn sao bây giờ cứ đứng ngồi vậy hả chị? Mèo giống như mẫu, em có mèo đỏ đô, mèo giống như mẫu. Mèo là nữa em. Em kề với sáu con gàng đi từng bước chân. Mèo vàng nữa nha mọi người. Mèo đá đô và mèo vàng 55.000 áp dụng ai chia sẻ. Nãy giờ chị chưa thấy có tay dài. Ờ có mẫu tay dài đây hay sao? Có tay dài mà cổ trống. Tay dài, cổ ngắn nơ, ở phía sau có bạn lưng. Bạn có bị út ra ấy, chết nữa. Tay dài, chốt mã tay dài nha mọi người. Form 55kg nó lại mang được à. Mặt trước của nó có cái nhắn eo ấy, có cái nhắn phía trước ấy. Mặt bao đẹp luôn. Chốt mã tay dài cho em nè. Laptop chốt mã trắng, mã trắng nó có dây rút quá vậy, chúng anh
đây ạ. Đây. Mẫu mạch đây ạ. Rồi chốt mã trắng cho em. Phone người laptop có dây rút nha. Chốt mã trắng 55.000. Chốt mã trắng. Em đi đâu về? Mã trắng có mèo gặt nữa nha mọi người. Mã trắng có mèo gặt nữa. Mẹ tóc đầy mê, em ngồi em nghỉ. Ôi dính gì vậy con? Cái cổ mày chung che thành chi? Vậy là hồi bữa phao cái mền đó hả? Có mê nào trời thành chi nó bữa giặt phao mền á, cái áo đen là đẹp ghê á. Chốt mã đen cho em nha mọi người. Sao giờ em cũng ớn em làm biến like nữa không? Sao em thấy mọi người thích tương tác em làm biến like nữa không? Chờ em chút nha, em mặc cái mã đen. Đen form rộng, mắt cái đen đây. Phải mặc lên mới thấy cái hông dơ dáng nó khó thấy. Cái mẹ đen nó khó thấy. Mạng coi được không vậy mọi người ơi? Không coi thì em út ra nha. Bạn đứng rồi hả? Kỳ vậy. Bạn đứng rồi, dạ thôi em nghỉ luôn nha mọi người. Đi từng bước chân người. Bỏ được vô. Để trong đôi em mơ. Còn 17 người đang xem nè, thôi em ốp luôn nha. Mấy giờ rồi vậy ta? 21 giờ mấy. Ngô Thanh Văn. À, mới là con tiên máy mà. Ai muốn xem gì nữa không? Em đưa lên cho xem mọi người. Còn áo kiểu rồi nhiều quá mà giờ mọi người đi đâu hết trơn à. Thảm quá. Bạn gì đâu bán thảm ghê lắm á. Bạn gì đâu khó bán quá. Đứng nhanh ra hát vô. Còn ai đang ở trong live với em vậy mọi người? Ốp nha. Mau live tiếp. Hàng áo kiểu thiệt đẹp luôn á. Mọi người mai em la tiếp nha. Còn có mấy người làm biến ra quá.